Minu giải quyết những rắc rối tài chính của bạn tình Yuri và Samsuha thuê Yuri làm gia sư của Min Suk với điều kiện anh ta giữ bí mật mối quan hệ của mình với Min Suk vì lợi ích của em trai Min, điểm toán của CEO. Min Suk rất phấn khích khi Yuri, người trông gợi cảm bằng tuổi anh, bắt đầu dạy kèm và mơ được làm tình vào đêm đó. Mặt khác, Yuri nghi ngờ rằng Minu đang hẹn hò với một người phụ nữ khác nhưng khi cô ấy đang dậy kèm, cô ấy phát hiện ra mật khẩu của lối vào, vì vậy cô ấy đã lẻn vào phòng của Minu vào đêm muộn để kiểm tra. Yuri vui mừng khi thấy Minu ngủ trong phòng mà không lừa dối, đánh thức anh ta và cung cấp cho anh ta một dịch vụ đặc biệt.